Chào các bạn quay lại kênh lọ mọ của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách để thay motor cho cái khoan nội địa này. Đây là cái khoan Hitachi, khoan Nhật nội địa. Nhưng mà cái motor này của nó mình thấy nó đang bị bốc khói, tóe lửa bốc khói, không hiểu tại sao. Thì mình sẽ tháo ra mình thay cái motor mới, motor khác. Nó vẫn chạy nhưng mà nó bốc khói, thế bốc khói không an toàn lắm, nên mà mình sẽ thay nó. Ok, bây giờ mình sẽ tháo nó ra đã. Ây da, cái vít này. Đây là bên trong của cái khoan. Motor này cũ lắm rồi. Chuẩn luôn motor đấy. Motor này là motor 775 thì phải. Mờ quá, không nhìn thấy. Ok. Đây là có hai chế độ, hai và lao, nhanh chậm. Giờ mình phải nhả hai mối hàn này. Để cái này sang một bên nhé. Đây là bộ búa. Cái này bật quá, mình vệ sinh đi chắc vẫn chạy được ấy. Nhưng không hiểu sao nó bốc khói, khả năng là do cái chổi than này. Ok, đồ có vẻ dài hơn nhưng không sao, cái này là có ai đó đã cưa đi rồi.
Ok. Chút mình sẽ đi cắt bộ này. Ok, mình sẽ lắp vào. Chú ý có cái rãnh này khớp với cái móc này. Vào ngàm rồi. Hàn vào trước đã. Ok, mình cắm pin vào để thử xem. Chế độ lao. Con này có 22 cấp trượt, một cấp khoan. Ây da. Khoan. Không bốc khói nữa các bạn ạ. Tuy nhiên là tiếng motor không được êm ái cho lắm. Tại vì đây là cũng motor cũ mà, không phải motor mới.
Nhưng mà các bạn thấy là cái cách thay một cái motor cho cái máy khoan này cũng rất dễ dàng đúng không ạ? Vâng. Ok, video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ đăng ký kênh subscribe của mình để được xem những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.